Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha. Hiện tại thì cô chú anh chị mình đang xem trên màn ảnh là cái giống tắc bánh xe hàng loại 1 bên Trà Giống bên em đang tiến hành cung cấp ra thị trường nha anh chị. Và cái đơn hàng ngày hôm nay thì bên em đang giao cho một chị khách ở Tân Biên Tây Ninh ha. Rồi bây giờ em sẽ quay chia sẻ anh chị mình một số cái hình ảnh thực tế về cái lô hàng hôm nay để cho anh chị mình trên cả nước không có điều kiện đến trực tiếp Trà Giống để mình xem á, thì mình có thể xem qua màn ảnh nhỏ nha. Đây là những cái hàng mà chị khách đã đặt bên em ha. Bên em sẽ nuôi sẵn cho chị cứng nắng, xả nắng luôn. Và khi nào mà chị đến ngày mình xuống giống thì cứ liên hệ bên em sẽ chốt ngày và giao ra trực tiếp cho chị ha. Đối với số lượng nhiều anh chị mình em sẽ giao bằng đường là xe tải nha anh chị, giao tận nhà cho anh chị mình luôn. Còn đối với anh chị mình mua 1-200 cây, 5-60 cây hoặc là 2-30 cây thì bên em đều có hỗ trợ gửi tận nhà. Nhưng mà những hình thức đó thì bên em sẽ gửi qua đường bưu điện nha anh chị. Nó ship qua đường bưu điện ha. Thì đối với hàng bưu điện thì anh chị mình để lại giúp em ít nhất là 3 cho tới 5 ngày mình hãy trồng nha anh chị. Còn đối với nếu mà anh chị mình đi qua đường xe như thế này thì anh chị mình có thể trồng liền ha. Rồi thì anh chị mình cũng đã thấy được cái lô hàng ngày hôm nay em giao cho chị khách như thế nào rồi ha. Bây giờ thì chuẩn bị đi ra gần tới chị luôn. Đây, hiện tại thì chị đã ra trước tụi em vào ha anh chị. Đang tiến hành đi vào đất ở trong ruộng của chị á. Cái đường này anh chị mình nó cập ở ngoài quốc lộ, quẹo vô cũng hơi xa, chị nói là cũng hơi xa. Khu này em thấy hình như là trồng mì không anh chị. Có mình chị khách này là đang kiểu như là đổi mới anh chị, đặng lên vườn mình trồng tắc ha. Rồi thì sau một cái khoảng thời gian lay quay cũng đi khoảng mấy con đường anh chị, thì hiện tại bây giờ em cũng gần đến vào được đất của chị rồi. Đất của chị thì chia sẻ của chị thì chị cũng trồng là trồng mì thôi, và hiện tại thì muốn chuyển đổi cây để có cái nguồn kinh tế nó cao hơn anh chị ha. Hai bên trồng mì rất là nhiều thật sự luôn, đây khu này là mì không anh chị ha, hai bên làm như là mì mẫu luôn anh chị. Ok, những anh chị nào ở đây thì cho em xin ý kiến nha. Bây giờ thì tiến hành là đi vô nè anh chị. Xin chào tất cả cô chú anh chị trên cả nước nha, đặc biệt là tất cả cô chú anh chị ở Tây Ninh nha. Thì em đang ở Tân Biên, Tây Ninh. Thì khu vực này là trồng đa số là trồng mì nha anh chị. Sau lưng em là trồng mì không à. Thì nay đi giao cái đơn hàng cho chị khách ở Tân Biên, Tây Ninh ha. Em đang tiến hành đi vào, thì bây giờ xe em đang tiến vào trong để xuống hàng cho khách nha anh chị. Ok. Thì quay chia sẻ với anh chị thực tế buổi sáng hôm nay đi giao hàng như thế nào, cũng như là những cô chú anh chị nào đang có cần mua giống trực tiếp ở trại giống bên em thì có thể liên hệ với số điện thoại hotline trên video nha. Ok, bây giờ em sẽ quay những hình ảnh thực tế mà mình xem đang đi nha. Sau một thời gian thì bên em cũng đã xuống xong cái xe cây ngày hôm nay cho chị khách rồi anh chị. Thì cùng em xem lại cái lô hàng ngày hôm nay nha. Cái lô này là lô tắc bánh xe hàng loại 1 ha, chị đặt hàng trước tầm khoảng là nửa tháng nha anh chị. Thì đối với những anh chị nào mà không gấp á, mình đặt trước á, thì cái hàng mình rất là đẹp nha anh chị, và sẽ được tuyển chọn và theo ý muốn của tất cả anh chị mình luôn. Còn những anh chị mình mua liền á thì chắc chắn một điều là có lô nào em sẽ báo anh chị mình lô đó ha. Và mỗi cái lô tắc sẽ nó khác nhau, nên anh chị mình muốn chốt á thì cứ liên hệ bên em. Bên em sẽ gọi trực tiếp cho anh chị mình xem lô hàng ha. Ưng thì anh chị mình chốt, không ưng thì anh chị mình cứ đợi những lô sau ha. Rồi, đây là một cái bước ngoặt của chị khách ở Tân Biên Tây Ninh. Chị trồng mì và bây giờ đang chuyển đổi lên trồng sầu riêng và chen thêm tắc ha anh chị. Sầu riêng thì chị lấy tầm khoảng trăm mấy cây thôi. Còn tắc thì chị lấy tới 1.000 mấy, 2.000 cây là anh chị. Thì đối với những anh chị nào mà muốn đón đầu xu hướng thì anh chị mình cứ mạnh dạn đầu tư cũng như là chuyển đổi cây trồng. Thì cây tắc này chắc chắn là một cái cây nguồn kinh tế lấy gắn nuôi dài rất là tốt của anh chị. Thời gian thu hoạch rất là sớm ha. Nó